Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Nếu các bạn đã biết hoặc là chưa thì tớ là admin của cái lớp học truyện tranh. Hôm nay tớ xin giới thiệu tới các bạn một kênh YouTube cá nhân của tớ có tên là Hài Hỏi Chấm, chuyên làm nội dung về phân tích tổng hợp Shin Cậu Bé Bút Chì, Doraemon hoặc những thứ mà tớ yêu thích. Video đầu tiên về phân tích trailer mới nhất của Shin Movie 31 đã ra mắt. Các bạn hãy nhấn vào đường link ở mô tả hoặc bình luận để xem nhé. Và nếu thấy hay, hãy ủng hộ tớ một like và đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với video của ngày hôm nay. Trong căn biệt thự tráng lệ, tiểu thư Ai sống cùng chị Nanako, ông nội và rất nhiều người hầu. Ai tính tình nghịch ngợm, thường xuyên chạy trốn khắp nơi để chị Nanako phải đi tìm. Khuôn viên rộng lớn như thế này thì biết cô bé trốn ở đâu nhỉ? Khi đi qua vườn hoa, tình cờ gặp khỉ bò đang làm búp bê hoa cúc cho bố mẹ, chị Nanako xúc động bởi vì chị là trẻ mồ côi. Bất ngờ Ai và chú chó Suke Kiyo chui ra từ trong búp bê. Vốn ngang bướng, Ai tinh nghịch vén mặt nạ, làm lộ ra khuôn mặt vô cùng đáng sợ của Suke Kiyo, làm mọi người đều hoảng hốt nhắm chặt mắt. Đến vệ sĩ trông ngầu thế kia cũng phải hét lên thất thanh. Thấy mọi người hoảng sợ, tiểu thư Ai rất hả dạ, dường như đó là thú vui thường ngày của cô bé. Hôm nay ông nội tổ chức một buổi chụp ảnh tất cả các thành viên sống trong biệt thự. Thấy Bo và Nanako đứng ngoài lưỡng lự, ông liền vui vẻ gọi cả hai vào chụp chung. Trái ngược với cô cháu luôn kênh kiệu với mọi người, ông nội lại rất hiền hậu, coi tất cả như người một nhà. Vừa chụp xong bức ảnh, bỗng có một mũi tên lao thẳng tới khiến mọi người sợ hãi. Có sát thủ tấn công sao? Hắn bắn mũi tên kèm một lời nhắn cảnh cáo. Có lẽ nào là siêu trộm Phantom Echoman, AK đại ca hiệu trưởng, cái tên khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ. Hắn đã nhắm đến gia đình của Ai. Tại châu Phi, gia đình Nohara đang đi thám hiểm. Bố vừa phải quàng một đống đồ, vừa cõng theo Shin và Hima, mỏi mỏi gãy cái lưng, còn mẹ Mise thì thảnh thơi quá nhỉ. Bố muốn được nghỉ ngơi, nhưng mẹ động viên còn một chút nữa là đến chỗ kho báu rồi, bố hãy cố gắng lên. Mẹ nói thì hay lắm, có phải cõng cả đống này đâu mà biết khổ như thế nào. Cả nhà đi đến cuối đường hầm, một pho tượng vàng có chứa bình nước thánh nói thật đang chờ sẵn. Kho báu đây rồi, nếu đưa cho kẻ dối trá thứ nước thánh này, hắn sẽ phải thú nhận mọi thứ. Trên bàn tay tượng có ghi chú, muốn lấy nước thánh thì phải trả lời câu hỏi của thần linh, chỉ người chưa bao giờ nói dối mới có được. Bố lên thử sức xem có gì giấu giếm cả nhà không nào. Hay, cái gì khó cũng lôi bố ra thử nghiệm đầu tiên là sao? Vừa chạm tay vào bình nước, giọng nói thần bí vang lên. Ta là thần linh và ta biết tất cả mọi thứ. Ngươi đã bí mật mua cây gậy đánh bóng 28.000 yên vào ngày hôm trước, đúng không? Nghe đến đây, bố toát mồ hôi nhưng vẫn cố chối để đẩy nên bị bức tượng kẹp tay đau điếng. Cuối cùng phải thú nhận thì mới được nhả tay ra. Còn cơn thịnh nộ của mẹ Mise đang chờ sẵn đây, can tội giấu giếm mua đồ linh tinh trong khi nhà sắp chết đói. Đến lượt Shin, vị thần phát hiện ra hôm trước cậu đã lén ăn sô cô la khổng lồ của mẹ, chuẩn không cần chỉnh, nhưng Shin vẫn nói không, liền bị kẹp tay ngay. Đúng là hai bố con, cái nét giống nhau y đúc, Shin lại ăn thêm trưởng của mẹ ngay. Mẹ nhanh trí cho bé Hima chạm tay vào, lần này thần đành chịu thua, vì Hima còn chưa biết nói thì sao nói dối được. Quá đơn giản, vậy là lấy được bình nước thánh. Bố và Shin hơi thất vọng, vì bình nước này chẳng phải vàng cũng chẳng phải bạc, nghe chừng khó bán được giá lắm. Bỗng có mail đến, một nhiệm vụ mới ở Nhật Bản đang chờ nhà Nohara. Mọi người rất phấn khích với thử thách mới này. Từ từ đã, trước khi đi mẹ cũng phải thử cho tay vào đây để công bằng với ba bố con chứ. Quả đúng như dự đoán, mẹ đã bí mật mua cái váy có giá 40.000 yên. Người lãng phí nhất là đây chứ đâu. Mắng bố con xa xả như đúng rồi. Cả nhà bắt đầu công cuộc hành trình đến Nhật Bản, trải qua một đoạn đường rất xa, cuối cùng cũng đến địa điểm được chỉ định, đó là biệt thự nhà Ai. Vệ sĩ đứng sẵn ở cửa đợi gia đình Nohara. Biệt thự xa hoa tráng lệ và bao trùm một vẻ bí hiểm. Ông chủ nhà là ông Sahei Vinegar ra đón tiếp mọi người. Ông nhận được một bức thư đe dọa nên đã tìm đến thợ săn Mise với mục đích bắt tên trộm Phantom Echoman nổi tiếng làm xáo trộn cả thành phố Paki. Hắn nổi tiếng bởi phi vụ tẩu thoát bằng khinh khí cầu và giải tiền từ trên cao. Mẹ Mise ước, giá mà lúc đó ở đấy nhặt tiền thì không phải giàu to rồi không? Khỏi phải vất vả chu du khắp thế giới như này. Ba thành viên còn lại của gia tộc cũng xuất hiện. Tiểu thư Ai, chị Nanako và giáo sư Kazama. Cả bố và Shin đều mê mẩn nhan sắc của Nanako ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tạm thời, bé Ai không được ra khỏi nhà vì lo ngại bị bắt cóc. Ai ngờ ngợ, hình như đã gặp Shin ở đâu rồi thì phải, cảm giác như tình yêu định mệnh của cuộc đời vậy. Shin nghe mà nổi da gà. Cô bé mê Shin tít thò lò, kéo cậu đi tham quan nhà mặc cho cậu cố níu kéo không muốn đi. Bố thì tranh thủ cơ hội nói chuyện riêng với chị Nanako, nhưng bị mẹ phát hiện cho một trận ngay. Bỗng dưng linh cảm điều gì đó, có người đang nghe lén chăng? Cô hầu gái này trông rất khả nghi. Hóa ra cô ta hóng chuyện nhà chủ để đem đi buôn dưa lê. Mọi người hầu trong nhà đều đang bàn tán về vụ đe dọa của siêu trộm. Bố Hiroshi muốn dò la tin tức nhưng đều bị tất cả từ chối. Trong bữa cơm, khi mọi người nói chuyện vui vẻ, mẹ vẫn luôn quan sát tỉ mỉ từng hành động của những người trong biệt thự. Mọi người ăn không ngon ngủ không yên, mà nhân vật chính Ai thì chả thấy gì, chỉ cần có Shin là thích rồi. Đêm đến, tất cả đều chú ý quan sát bên ngoài và khóa cửa sổ cẩn thận. Đột nhiên có tiếng chị Nanako gọi thất thanh, chị đập cửa mãi mà tiểu thư Ai không trả lời, cửa phòng thì bị khóa. Bố và vệ sĩ phá cửa xông vào nhưng không thành công. Đồ trong nhà này toàn là hàng xịn nên chất lượng tốt quá.
May thay, ông chủ nhà vội chạy tới với chùm chìa khóa. Đúng như dự đoán, tiểu thư AI đã biến mất, trong căn phòng chỉ còn mỗi chú chó đang nằm cạnh giường. Nhìn dấu vết để lại, đây chắc chắn là một vụ bắt cóc chuyên nghiệp. Một bức thư được tìm thấy tại hiện trường, mẹ tỉ mỉ điều tra từng manh mối. Mở cửa sổ ra, đập ngay vào mắt là cái cây ban sáng bố thấy người làm vườn đang trèo lên, cắt tỉa trông rất khả nghi. Có lẽ nào hung thủ chính là hắn? Mẹ thì phát hiện có chân lạ bám trên cửa sổ. Để cứu AI, ông nội và gia đình Nohara làm theo chỉ dẫn trên bức thư mà tên trộm để lại, dùng ba báu vật gia truyền của gia tộc trao đổi lấy tiểu thư. Một mình mẹ Mise sẽ là người đến đặt túi đồ tại nơi giao ước. Quả nhiên, đúng giờ hẹn, hắn ta lái khinh khí cầu đến và dùng tuyệt chiêu nước mũi để lấy túi đồ từ trên cao. Nước đi này mẹ chưa nghĩ tới nên không kịp giữ chân hắn ta. Ngay lúc ấy, Shin đã kịp thời xuất hiện, dùng chiêu mông thần trưởng của mình để giữ lấy cái túi đồ, không cho tên kia lấy mất. Hai bên kéo co một hồi lâu, cuối cùng sức của mẹ và Shin không thể địch lại được khinh khí cầu. Khi hắn sắp bay xa, mẹ nhanh trí dùng dây thừng bám vào khinh khí cầu rồi leo lên, mau thả AI ra. Một trận chiến trên trời diễn ra vô cùng kịch tính. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mẹ Mise bị rơi xuống, may mắn bốn ném sẽ dây giúp mẹ bám được vào thanh sắt. Thế là tên trộm đã tẩu thoát. Ở biệt thự, ông nội đang sốt ruột đợi tin thì một bức thư nữa được gửi đến. Theo chỉ dẫn của bức thư, vệ sĩ tìm thấy tiểu thư AI đang nằm ngoài vườn, trong khung cảnh đẹp như tranh, có vẻ hung thủ không làm gì tổn thương cô bé cả. Trở về biệt thự, mẹ Mise cho tập hợp tất cả mọi người trong nhà ở phòng khách. Thủ phạm chắc chắn là người trong nhà này. Và bây giờ, thợ săn kho báu Mise sẽ lật tẩy thân phận thật của hắn ta. Phải là người thân cận thì mới qua mắt được chú chó Suke Kyo, luôn túc trực bên cạnh tiểu thư 24/7. Mẹ Mise đi đến trước mặt Bo. Đây chính là thủ phạm, bởi cậu ta đã lộ sơ hở khi có tuyệt chiêu sử dụng nước mũi lấy đồ giống tên trộm mà mẹ đã giao đấu. Để cải trang thành siêu trộm Phantom Echoman, Bo đã cất giấu bộ dao trong búp bê hoa cúc. Đêm đó, cậu ta đã trèo lên cây và dùng tuyệt chiêu nước mũi để mở khóa, vậy nên cửa sổ dính rất nhiều nước mũi. Vậy tại sao trong lúc chụp ảnh gia đình, Bo vẫn có mặt nhưng lại có mũi tên bắn ra? Thủ thuật này rất đơn giản, công cụ giấu trong lùm cây đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi hương cháy hết cũng là lúc sợi dây đứt, khiến mũi tên được bắn ra tự động và đồng phạm của Bo chính là Nanako. Cô ta là kẻ chủ mưu của vụ việc này. Mọi người rất ngỡ ngàng, biết không thể chối cãi, Nanako lấy ra ba báu vật gia truyền hôm trước đã thó được. Đó là báu vật của gia đình cô. Cô dự định lấy xong sẽ im lặng rời đi, nhưng tất cả đều là giả. Ngôi nhà này đáng lẽ phải là nơi ở nhiều thế hệ của gia tộc Nohara, nhưng kể từ sau vụ tai nạn khiến bố mẹ Nanako rơi xuống vách núi, ông Sae Vinegar đã chuyển vào đây sống. Ông ta lấy lý do mình là người cứu giúp cho gia tộc Ohara, nên đáng ra chị Nanako phải biết ơn. Có lẽ nào ông ta đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn năm xưa? Ông ta liên tục phủ nhận, bây giờ kiếm đâu ra bằng chứng để lật lại vụ án năm xưa chứ? Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Chứng cứ ở đây, mọi người vội chạy ra vườn. Siêu trộm Phantom Echoman thật sự đã xuất hiện. Ngày xảy ra vụ tai nạn, siêu trộm đã chứng kiến chính ông Sae Vinegar là người đã bắn hỏng lốp xe ô tô, khiến nó rơi xuống vực vì muốn có được ba kho báu gia truyền. Rất may, Phantom Echoman đã lấy kho báu trước khi ông kịp chạy lại tìm. Mặc dù ông ta ra sức phủ nhận, nhưng mọi người đều thấy lời của Phantom Echoman đáng tin cậy hơn. Không thể chối cãi được nữa, ông ta định cưỡi chó bỏ chạy, nhưng liền bị bao vây. Mẹ Mise ném bình nước thánh tới để khiến ông Sae Vinegar thú nhận tất cả, nhưng ông ta đã tránh được, bình nước rơi xuống giếng. Ông ta lột mặt nạ con chó Suke Kyo ra để khiến mọi người khiếp sợ, rồi nhân cơ hội đó tẩu thoát. Chiều này xưa rồi, Phantom Echoman dùng gương phản chiếu khiến ông ta thấy gương mặt của Suke Kyo, khiếp sợ mà ngã xuống giếng. Nước trong giếng đã hòa cùng nước thánh nói dối, khiến ông ta tự thú nhận tất cả. Siêu trộm Phantom Echoman cảm thấy rất có lỗi vì năm xưa đã không tới kịp để cứu bố mẹ của chị Nanako. Bố của chị ấy đã dạy Phantom Echoman công lý thực sự là gì và ba báu vật gia truyền đã được trả về đúng chủ nhân của nó. Còn tên xấu xa đã bị Phantom Echoman trói và đưa đi. Phi vụ lần này đã kết thúc, gia đình Nohara chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Shin đang mè nheo đòi ở lại với chị Nanako, nghe thấy tiếng AI gọi từ trên các mái nên hãi quá bỏ chạy lẹ. Mà chạy đâu cho thoát, tiểu thư lái xe đuổi theo anh Shin đến tận chân trời góc bể luôn cơ. Và đó là câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Công lý luôn chiến thắng cái ác phải không mọi người? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ lớp học truyện tranh nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!